Nếu bạn nào có nhu cầu mua bán Robux uy tín và giá rẻ hàng đầu Việt Nam thì hãy truy cập ngay shoproblox.vn. Ở đây có dịch vụ mua ác cộng tác viên và tất cả các trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Anh em có thể quay ra Robux và tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ cao. Ngoài ra anh em cũng có thể cày thuê và mua bán nick ở trong này nữa. Hãy truy cập ngay shoproblox.vn ngay nào. Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với channel RAVG của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game khá là thú vị mà mình lại vừa mới tìm được ở trong Roblox nha anh em. Một trò chơi mà mình sẽ được trốn tìm ở trong Roblox anh em ạ. Nhưng mà nó không phải là trốn tìm kiểu hóa thân thành đồ vật các thứ đâu, mà cái con game trốn tìm này là mình sẽ được rất nhiều những cái bản sao xung quanh, anh em thấy chưa? Rất là nhiều cái hình dạng xung quanh và mình sẽ phải lẩn trốn ở trong này, sẽ có những cái thằng đi tìm. Đấy, kiểu dạng như là trong cái số người này sẽ có những cái thằng là người thật. Và nếu mà những cái thằng Hunter mà nó tìm được người thật ý, là nó sẽ giành chiến thắng nha mọi người. Ok, đừng có đuổi tôi, trời ơi. Tôi không phải người thật đâu, tôi chỉ là NPC thôi. Đây, mình sẽ chui vào trong này. Mình sẽ chui vào đấu mấy người trong này. Tôi đang là người rất bình thường nhá, đừng tìm cho tôi nhá. Kìa, thằng kia nó vác gậy nó chơi mình kìa anh em ơi. No, tôi không phải là người thật. Trời ơi. Đây, thằng này mới là thằng RAV thật đấy. Đây rồi. Đây, ra chỗ này nhanh. Sao nó biết mình là người thật nhỉ anh em nhỉ? Đấy, gõ thằng kia đi, thằng kia mới là người thật. Không. Game trốn tìm này ảo thực sự anh em ạ. Thôi, ai lại đuổi nữa thế? Đây, hai thằng trên này có khả năng người thật này. Tôi không biết gì nhá, tôi không biết gì. Đây. May quá, nó không tìm ra mình đâu. Rồi. Ok, có thằng RAV chạy lên kìa. À, mình có thể đổi được nhân vật nha anh em. Đó, mình có thể đổi được nhân vật khác anh em ạ. Ôi, mình sẽ giữ E như này để mình đổi nhân vật nha anh em. Đó, thấy chưa? Đó, không ai biết được mình. Ồ, không ai biết được mình ở đây. Ồ, tìm đi, giỏi thì tìm đi. Thôi, đứng im này khả năng bị nghi không anh em? Thôi, đứng. Thôi. Tại sao cái thằng đấy, mấy cái thằng đấy nó cứ tìm được mình nhỉ? Chúng ta sẽ phải lẩn trốn, hóa thân thành một nhân vật khác. Đó. Thôi, không ai biết mình ở đây nhá. Rất là nhiều thằng tóc trắng anh em ơi, không ổn rồi. Đây, đổi sang thằng này đi. Đổi sang thằng này đi. Đấy, ngồi trên này đi. Ngồi trên này chắc là an toàn đấy anh em ạ. Ờ, không ai biết tôi ở đây. Hiện tại là đang có 4 người trốn nha anh em. Nghĩa là trong tất cả cái đống này chỉ có 4 người là thật thôi. Và bọn Hunter này đã tìm được 2 người rồi anh em ạ. Mà nó đã tìm được 2 người rồi. Nếu mà sống sót qua màn này chúng ta có thể giành chiến thắng. Đó, khá đơn giản thôi. Ui, có thanh niên chạy đây, có thanh niên chạy. Tôi xong rồi anh em ơi. Hy vọng nó sẽ không tìm thấy mình ngồi ở đây anh em ạ. Nghỉ lắm mấy cái thằng này. Ui, có thanh niên đang nhảy đây. Thanh niên nhảy không biết là phải người thật không ta. À, thằng này cũng nhảy. Thằng này chắc chắn người thật anh em ạ. Rồi, đây, mình sẽ cố gắng núp ở đây. Ờ, mấy thanh niên kia làm sao mà biết được. Rồi, có thí sinh nào đó đã chạy lên. Thanh niên này chắc cũng là người thật anh em ơi. Kiểu chúng ta nhìn cái hành động của những người nào khả nghi ấy, là chúng ta biết ngay là người thật. Đó. Rồi, đổi thành thằng này đi. Rồi, sao còn bao nhiêu người sống nhỉ? Ui ôi, còn 3 người anh em ơi. Còn có 3 người sống rồi, không ổn rồi. Không ai biết gì hết nhá. Bọn kia mà gõ sai người ấy là bọn nó sẽ bị mất máu anh em ạ. Nên là bọn nó gõ là cũng phải chuẩn một chút. Rồi, thanh niên này nhảy ở đây, mình cũng giả vờ nhảy cái anh em ơi. Mình cũng giả vờ nhảy cái. Đó. Giả vờ nhảy không biết gì nhá. Tăng. Ờ, thằng Hunter kia làm sao biết được? Có 2 phiên bản màu trắng này, làm sao biết được? Ô, thanh niên có phải thật không nhỉ? Thanh niên này giống người thật thực sự anh em ơi. Ok, và chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Nói chung là một con game trốn tìm cực kỳ hay mà anh em nên chơi thử nha mọi người. Yeah, mình đã giành chiến thắng. Yeah. Rồi, có thằng nào hóa thân thành cả RAV đây. Ok. Vậy là chúng ta đã giành chiến thắng trong ván đầu tiên chơi. Quá là đơn giản anh em ạ. Có 3 người chiến thắng là RAV No Name, mình với cả RAV Ela. Đó. Rồi ơi, level 2 liền, hợp lý. Mấy thanh niên đi tìm thế này hơi non anh em ơi. Nhưng mà nếu mình mà là thằng đi tìm ấy là chắc chắn mình sẽ tìm được nhiều thằng anh em ạ. Bởi vì nhìn mấy cái thằng nào mà hành động khả nghi ấy là chúng ta gõ liền anh em hiểu không? Ok. Và tiếp theo ván đấu chúng ta là ván đấu gì đây? Chúng ta có thể vote map nha mọi người. Đây, vote map bên này hay sao ấy? Đó, thấy chưa? Vote map này đi. Hay map bên này đi. Map bên này đi. Hình như cái sang map bên này này. Rồi, map ngôi nhà này có phải đẹp không? Đúng rồi. Loạn map. Nói chung con game này đồ họa các thứ cũng khá là đẹp nha anh em. Rồi, ui rồi ôi. Mình là thằng đi tìm rồi anh em ơi. Hợp lý. Mình bây giờ là thằng đi tìm rồi, làm Hunter luôn.
Quá ngon. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cây ba tong hay cây gậy gì đó đi gõ đầu mấy cái thằng giả mạo nha anh em. Cố lên nào. À, đâu rồi, thằng nào giả mạo nhá? Thằng nào nhìn trông khả nghi nhỉ? Và ở trong số này sẽ có là 5-6 thằng là người thật anh em ạ. Chúng ta sẽ phải cố gắng đi tìm ra 6 thằng người thật ở trong mấy cái đồng bọn này. À, mấy thằng này khả nghi. Đừng vỗ tay. À đây, thằng tóc trắng này. Thằng tóc trắng. Ờ, một thằng. Ngon. Thằng này phải người thật không? Ôi, thằng này giả anh em ơi, không ổn rồi. Đâu? Mình gõ sai là mình mất máu anh em ạ. Nên chúng ta sẽ phải cẩn thận. Nào kiểm tra nào, đi kiểm tra nào. À thằng này đang ngồi, tự nhiên đang đi ngồi ấy. Đi, đang đi ngồi, ngồi, ngồi vớ vẩn này. Này thì ngồi này. Ồ, những thằng đã bị gõ chết là nó sẽ trở thành hunter luôn này anh em này, thấy không? Nãy chỉ có 2 người tìm, bây giờ có 3 người tìm luôn rồi. Ok. Thanh niên nào hành động khả nghi nhỉ? À thằng này tự nhiên nhảy anh em ơi. Nhảy, NPC mà biết nhảy ạ. NPC biết nhảy này, vớ vẩn này. Lùng được 3 thằng liền anh em ơi. Rồi hai thằng này giả, ok. Chúng ta sẽ đi xuống đây xem sao. À đây. Chạy đâu. Anh bạn tóc trắng chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy làm sao được? Đuổi theo nó anh em. Kìa, nó chạy kìa. Một hit. Rồi thằng này sai, không phải. Rồi thí sinh nào nữa đây? Còn bao nhiêu người trốn nhỉ? Còn 2 người trốn anh em ơi. Còn 2 người nữa thôi. À thằng này nhảy. Thằng này nhảy vớ vẩn à? Ơ không phải anh em ơi. Rồi không phải thằng này luôn. Thôi xong rồi. Vậy là NPC nó cũng biết nhảy anh em ạ. Cái gì đây? Ôi thằng này cũng không phải người thật. Mấy bọn NPC nó bắt đầu khôn hơn rồi anh em ơi. Nó di chuyển các thứ như người thật vậy. À nhảy ạ. Ôi không phải. Trời đất ơi, thanh niên nào đây? Thanh niên nào trốn kỹ thế nhở? Hay là thằng này ta? Ơ thằng này. Đúng thằng này luôn. Trốn đi đâu có sâu. À trốn ạ, trốn ạ. Ui rồi ôi, win luôn. Anh em thấy chưa? Tìm nó phải như thế chứ. Ván đầu chơi cũng win, ván này chơi cũng win anh em ạ. Hợp lý liền. Và chúng ta đã trở thành MVP trong game này là cái chắc rồi. Từ nãy giờ mình bổ được bao nhiêu thằng liền. Ngon lành canh đào. Q4 luôn. Rồi ôi, làm hunter giết được 4 người luôn anh em ạ. Nó phải như thế chứ. Level 3. Unlock cái gì đây? Unlock map mới à? À đâu, unlock cái bước nhảy này hay là cái gì này? Chúng ta còn có cả mấy cái gì để equip vào này. Mấy cái này là để trượt chân hay sao ta? Cái này mua được không ta? À cái này chưa đủ tiền anh em ạ. Ok, mình sẽ chơi thêm một ván nữa nha. Không biết là được làm hunter hay là người đi tìm đây. Vốn map. Map nào đây? Map này đi. Map công trường xây dựng này đi. Đó, map công trường này đi. Mấy thanh niên này trốn hơi non anh em ạ. Nhưng mà tính ra là toàn màu hồng thế này, mì hào hảo thế này. Trốn tìm nó hơi khổ tí anh em ạ. Ok. Cố lên nào. Ui dồi ôi, lại là người đi tìm. Trời ơi. Hai ván liên tiếp là người đi tìm anh em ạ. Game ảo vậy. Rồi không phải là người trốn nữa rồi anh em ơi. Lại đi tìm, lại được đi tìm. Ok, làm người đi tìm cho nó vui. Rồi thí sinh nào sẽ là người bị tìm đầu tiên đây nhỉ? Mình và thanh niên RAV Tiến này sẽ là người đi tìm nha anh em. Thằng này trông vẻ khả nghi không nha? Mấy thằng này trông có vẻ khá bình thường anh em ơi. Kiểu này đi tìm ai đây? Tìm ai đây? Ủa không phải, mấy đứa đứng ở đây không phải? Hay thằng này? Thằng này phải không? À đúng rồi, chạy đi đâu có sao? Chạy à? Thằng tóc trắng. Chạy đi đâu? Ô thằng này nữa. Trốn ở đây à cu? À thanh niên này hình như ra xem này, thanh niên ra xem. Xem cái gì? Nó còn đổi nhân vật luôn anh em ạ. À khổ đấy, cũng khổ đấy. Nhưng không thoát được đâu, thằng đầu chọc. Chạy làm sao được? Ây da, nó chạy nhanh quá anh em ơi. Nó đổi thành thằng nào ấy? À nó đổi thành thằng tóc trắng ấy. Nào trốn cho kỹ vào, chết luôn. Thí sinh tiếp theo. Hai thằng ngồi đây có vẻ khả nghi. Ờ không phải anh em ơi. Hai thằng ngồi đây không phải này. Thanh niên nào đây? Thanh niên này không phải luôn. Hai thằng này. Ủa ơi, không phải luôn anh em ạ. Gõ cẩn thận không là gõ sai nhiều quá mình chết luôn đấy anh em ơi.
gõ không mất máu à? Gõ lại thằng tóc trắng anh em ạ, bọn này thích dùng skin của cái thằng tóc trắng này thế nhỉ? Rồi nó đổi thằng thằng đội mũ luôn, nhanh đấy, cũng nhanh đấy. Nhưng mà làm sao qua mắt được mình? Nào đổi đi, đổi đi. Đổi ai nữa? À, đổi sang thằng đầu chọc à? Yên tâm, mình tinh mắt lắm, mình tinh mắt lắm. Tinh mắt thế này mấy thanh niên sao thoát được à? Tinh mắt thế này mấy thanh niên sao thoát được? Rồi còn một thanh niên đang trốn anh em ơi. Còn RAV Ela đang trốn. Nó sẽ là hình dạng nào đây? À nhanh đấy. Ủa ơi, mình đỏ máu rồi anh em ơi, gõ sai với vẫn đỏ máu luôn rồi. Ai sẽ là người thật? Ai sẽ là người thật? Ui rồi không phải. Ai đây, ai đây? Mình còn một hit nữa thôi anh em ạ. Có phải thằng đầu chọc này không ta? Nghi lắm anh em ơi. Nghi thằng đầu chọc này lắm. Ui rồi hết máu luôn chứ. Trời đất ơi, nhưng mà nói chung là trốn kiểu gì kỹ vậy nhở? Thôi thua rồi anh em ạ. Tình hình là không tìm được RAV Ela rồi, trời đất ơi. Thôi, có lẽ video ngày hôm nay chúng ta ở đây thôi. Và nếu anh em thích đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau.